Cuộc đời của nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, cha của danh ca Hương Lan, mấy mươi năm cũng không ai thay thế. Nói đến Hữu Phước, ai cũng phải nhìn nhận một trong những dòng ca làm nên sự rực rỡ của sân khấu cải lương miền Nam Việt Nam. Nhưng tiếc thay, sau năm 1975, tên tuổi của ông gần như không được nhắc tới nhiều ở trong nước, bởi ông là một trong những người chọn ra đi khỏi đất nước. Vào năm 1975, nghệ sĩ Hữu Phước ra đi ở tuổi 65, vào ngày 21 tháng 2 năm 1997. Cũng không gọi là quá trẻ, nhưng lại còn quá sớm với những ước mơ mà ông ôm ấp bên ngoài quê hương. Năm 1986, ông từng ước mơ xây dựng một sân khấu của những nghệ sĩ cải lương tự do tại Pháp. Thế nhưng khó khăn khi không giữ nổi nghề là một câu chuyện dài, không chỉ riêng ở một nơi chốn nào. Cuộc đời của nghệ sĩ Hữu Phước vào đời nhọc nhằn lắm. Ở tuổi thiếu niên, ông đã phải làm nhiều việc để phụ giúp gia đình, tự nuôi mình chứ không rảnh rang nói nghiệp truyền từ song thân. Thân phụ mà ngài Trần Văn Cảnh, dù có công việc là chánh luật sư tòa của người Pháp tại Nam Kỳ, nhưng lại là một thầy đờn có tiếng, dân trong vùng hay gọi tắt là ông trưởng tòa. Mẫu thân của ông là bà Tám Kiều, cũng là một nữ nghệ sĩ có tiếng trong gánh hát của thầy Thuốc Minh tại Sóc Trăng. Nói thêm một chút là vào thời năm 1945, năm 1955 ở miền Nam, có rất nhiều gánh hát mang tên người chủ tài trợ của mình. Người chủ có nghề gì thì mang tên gánh hát vậy, để quảng cáo cho công việc. Còn ngoài ra, cái gánh của ông Bảy Cần Thơ, cậu Hai Long Xuyên là do lấy tên những nhà giàu nuôi nghệ sĩ đi hát, còn rảnh rỗi thì phục vụ tại gia. Do đó, thầy Túc Minh cũng là một gánh hát có tên tuổi trong vùng Sóc Trăng. Nhưng lúc nghệ sĩ Hữu Phước ra đời, gia cảnh cũng khó khăn. Năm 1945, Nhật đạo chánh Pháp khiến cho đời sống đảo lộn. Hữu Phước cũng lưu lạc tứ xứ, chạy lên tới Sài Gòn, vào đến Đại Thế Giới, sòng bạc lớn nhất Đông Dương thời đó, do tướng quân Bảy Viện bảo kê. Chú nhỏ Hữu Phước lúc ấy chạy bàn cho quán họa mi của cô Năm Cần Thơ. Thời đó mấy đứa nhỏ sống bằng nghề đó, được người Hoa gọi là phổ kỳ. Soạn giả Nguyễn Phương cũng nhắc rằng Hữu Phước khởi nghiệp cầm ca từ năm 1954, được ông Trần Hữu Lương, tức nhạc sĩ Mười Lương, chồng của nữ danh ca Năm Cần Thơ, dạy ca và đặt nghệ danh Hữu Phước thay cho tên Henry Trần Quang trong giấy tờ. Nhưng khoảng thời gian đáng nhớ nhất chính là lúc đó. Về sau, báo điện tử ở Sài Gòn kể lại, nghe mới thú vị. Thời chú nhỏ, phổ kỳ quận 5 phát hiện bởi một tướng quân nổi tiếng, trở thành giai thoại không thể nào quên. Tướng Bảy Viễn, người được ai nấy vừa kính vừa sợ. Trong giai đoạn đó, người lớn kể lại, tướng quân Bảy Viễn oai vệ lắm. Ông có khuôn mặt chữ điền và đôi mày rậm với ánh nhìn quyết đoán, khiến ít ai dám nhìn thẳng vào mắt ông khi trò chuyện. Nhưng tướng Bảy Viễn lại là khách thân quen của quán họa mi. Trưa nào, sau giờ cơm, ông cũng ghé đó để làm vài chai con cợp cùng với hai người cận vệ của mình. Nhằm bữa phố kỳ Hữu Phước lại phục vụ, thấy trên nhà gọi bưng mấy món đồ nhắm ra bàn. Chú nhỏ Hữu Phước khoác trên vai cái khăn lau, vừa bưng ra vừa hát một câu trong bài Tôn Tận Giả Điên, theo tuồng được ghi âm lại của hãng Asia. Đây cũng là câu hát mùi có 102 của danh tài đương. Tại Úc trà ôm đang ngon trớn, thấy khách là tướng Bảy Viện, chú nhỏ Hoàng Kinh im ngang, đặt chỉ mồi lên bàn rồi quay vô. Ai ngờ tướng Bảy Viện gọi lại, ê, sao nửa chừng ngưng vậy? Hát thử tiếp nghe coi, không dám cãi. Hữu Phước đứng lại hát một hơi, rồi nhìn tướng Bảy Viện coi bị trầy hay không. Ai ngờ ông Viện tấm tắc giọng hát của chú nhỏ phổ kỳ, còn nhận xét một câu để đời, nghe đâu có thua gì Úc trà ôm đâu. Được nước, ông tướng hỏi, tớ coi thằng nhỏ này đâu ra, có nghề sân khấu chưa? Nghệ sĩ Hữu Phước cũng nhân lúc đó mà kể nỗi niềm của mình. Thật ra lên Sài Gòn chờ cơ hội, Hữu Phước đã thử xin đến vào gánh học nghề, phụ việc để lân la đến chuyện ca hát. Nhưng đâu phải ai cũng tin, đến khi xin kéo màn cho gánh Thanh Minh của ông Nam Nghĩa mà còn bị chê là nhìn ốm yếu quá, không thích hợp. Bảy Viễn một phần yêu mến, một phần cũng muốn giới thiệu uy quyền của mình, nên đích thân chờ Hữu Phước trên chiếc xe Jeep của mình đến hạng dĩa Hoàng Sơn của ông Ba Bản, tức ông Phan Văn Bản, bầu gánh thủ đô nằm ở bến Chương Dương để giới thiệu. Do nể tướng quân nên chủ hạng nhận Hữu Phước vào, nhưng giao cho công việc là giữ chìa khóa đóng mở cửa hàng mà thôi. Một thời gian sau, do thiếu những giọng ca phụ nên Hữu Phước được gọi vào để hát thử. Ai dè tiếng hát cất lên thì mọi người đều trợn mắt bất ngờ. Dân trong nghề nói thời đó Hữu Phước có lối xuống dề rất độc đáo ở câu 5 và câu 6, khiến ai nấy cũng nhớ hoài, do đó trở thành nổi tiếng luôn. Năm 1957, bài vòng cổ mà Hữu Phước thu vào hạng dĩa Asia
phát thanh trên đài Pháp Á năm 1957 coi như bán chạy nhất nước và trẻ đều say mê, đặc biệt là bạn Nắm Xương Tàn của Vi Sắc, Thái Thụy Phong. Trời cũng đã đãi người tài, chỉ qua hai lần thu đĩa là tên của nghệ sĩ Hồ Phước bắt đầu vang dội khắp Sài Gòn. Ngay khi đó, ông ba bạn mới biết mình đang nắm một mỏ vàng từ tiếng hát của Hồ Phước. Vì hát nào, dân chúng cũng tìm coi có cái tên Hồ Phước hay không. Lúc đó cũng có tin là hãng chỉ Việt Nam của bà Sáu Liên tìm cách gặp riêng Hồ Phước để độc quyền giọng ca này với một mức giá rất cao. Thời đã tới rồi, Hồ Phước thấy vậy liền cũng nói thiệt với ông chủ hãng Hoàng Sơn và xin rằng mình cũng muốn được đối đại trọng thị. Đó là lý do ngoài Úc Trà Ôn, Hồ Phước là nghệ sĩ cải lương thứ hai của Sài Gòn được mua cho chiếc xe hơi để đi hát. Ông ba bạn nói là vừa đúng lúc có một ông chủ hãng người Pháp muốn bán chiếc xe hơi 203 mui trần màu trắng nên ông mua cho Hồ Phước luôn. Đời của nhạc sĩ Hồ Phước từ đó chỉ có trượt sáng hơn mà thôi. Đỉnh cao là năm 1965 với giải Thanh Tâm cao quý, giá cát xê tu địa của ông vọt lên cao nhất. Thậm chí Đoàn Thanh Minh có canh trách với Hữu Phước suốt năm, thời gian đó có giá tương đương đến 200.000 Mỹ Kim. Như đã biết, sau năm 75, cùng nhiều nghệ sĩ khác, Hữu Phước rời khỏi Việt Nam, mang tâm trạng u uất của một tài năng không còn đất dụng võ. Nhưng ông vẫn không quay lại sân khấu. Trong bài Nhật ký đời tôi, do ông tự soạn và hát để diễn tả nỗi niềm của mình, có những lúc mơ màng trong giấc ngủ, tôi cứ ngỡ mình đang sống giữa quê hương, chợt nhớ ra mình là kẻ tha phương, giữa đêm lạnh ngập ngừng bóng tiết trắng, ôi nhớ giọng ca trầm ấm của nghệ sĩ Tám Thư, nhớ tiếng cười vui của lão độc Hoàng Giang và giọng ca nức nở bi thương của Úc Bạch Lan Sầu Nữ. Những người anh người chị thân yêu đã dìu dắt từng bước tôi đi trên bước đường sân khấu suốt bao năm biết mấy. Nói thêm về nghệ sĩ cải lương Hữu Phước qua lời kể của Sòn Giả Nguyễn Phương. Sòn Giả Nguyễn Phương từ Canada giới thiệu giọng ca vàng của cố nghệ sĩ Hữu Phước. Vào năm 1966, Hữu Phước từng đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng Thanh Tâm nhờ vai bác sĩ Vũ trong vở Tuồng Ra Mắt Người Xưa của Nguyễn Phương. Năm 1955, tôi và soạn giả của đoàn hát Kim Thoa của ông bà bầu Ngô Thiên Khai và nữ nghệ sĩ Kim Thoa ngày 19 tháng 12 năm 1955, khi đoàn hát Kim Thoa khai trương vở Tuồng Giả Sử Lắp Xong Danh của soạn giả Kim Luân tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo, đoàn Kim Thoa bị kẻ xấu liền lựu đạn lên sân khấu làm chết nghệ sĩ Ba Cương, giúp ảnh viên Nguyễn Mai khi hai ông đang đứng bên cánh gà. Ngoài ông Mai và Ba Cương ra, còn có em vệ sĩ đóng quân tên Phiên chết một tuần lễ sau đó. Nghệ sĩ Di Lân bị cắt đứt tiện một bàn chân từ mắt cá. Các nghệ sĩ Sáu Toàn, Hữu Phước, Hề Minh, Văn Sa, nữ nghệ sĩ Đoàn Thiên Kim bị thương nhẹ vì đoàn hát bị liền lựu đạn nên khán giả không dám đến xem hát. Muốn thu hút khán giả nên mỗi đêm trước khi mở màn, đoàn hát thêm chương trình phụ diễn ca vọng cổ ngoài màn, giới thiệu hai giọng ca trẻ, đó là nghệ sĩ Hữu Phước và Hời Minh. Năm 1956, đoàn Kim Thoa rã, tôi và Hữu Phước về cộng tác với đoàn Thanh Minh, hát thường trực tại rạp Thành Xương ở đường Giang Sinh, quận Nhất, sau đổi tên là rạp Diên Hồng, và sau đó là đoàn Thanh Minh Tây Nga. Cho đến đầu năm 1969, tôi mới chia tay với Hữu Phước để sang cộng tác với đoàn Dạ Lý Hương. Lúc còn ở đoàn Thanh Minh Tây Nga, khi tôi viết Tuồng Đôi Mắt Người Xưa, Bóng Chim Tâm Cá, Chuyện Tình 17, Hai Hình Bóng Một Cuộc Đời, Sông Dài, Mộng Đẹp Nửa Đời Hoa, tôi đến nhà Hữu Phước ở vài ngày. Khi tôi viết đoạn nào đắc ý hoặc các bài vọng cổ cho vai Tuồng của Hữu Phước, tôi thường nhờ nhạc sĩ Ba Thu và Ba Tý, hai nhạc sĩ này ăn ở thường xuyên trong nhà Hữu Phước, đàn cho Hữu Phước ca để xem các câu vọng cổ đó có đủ mượt mà để Hữu Phước ca lấy nước mắt của khán giả chưa. Tôi cũng đã sáng tác nhiều vai em bé trong các Tuồng của tôi để cho Hương Lan đóng. Lúc đó Hương Lan mới có 6 tuổi. Sơ lược tiểu sử, cố nghệ sĩ Hữu Phước tên thật là Henry Trần Quang, sinh năm 1932 tại quận Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cha ông là trưởng tòa Trần Quang Cảnh, nhạc sĩ của nhạc Đờn Phỉ Cầm, thân mẫu là bà Tám Kiều, một nữ nghệ sĩ trong gánh hát Thầy Thuốc Minh ở Sóc Trăng. Hữu Phước khởi nghiệp cầm ca từ năm 1954, được ông Trần Hữu Lương, tức nhạc sĩ Mười Lương, chồng của nữ danh ca Nam Cần Thơ dạy ca và đặt nghệ danh Hữu Phước thay cho tên Henry Trần Quang. Nhạc sĩ Mười Lương dẫn Hữu Phước đến quán ca nhạc Hòa Mi của cô Nam Cần Thơ để ca vọng cổ và cổ nhạc. Chính vì trong làng dĩ nhựa của Hữu Phước lên cao, vượt qua các danh ca đương thời như Việt Hùng, Tám Bằng, Thành Công, Chín Sớm, Văn Chung, có thể nói danh ca Hữu Phước sống đôi với vua vọng cổ Úc Trà Ôn nhờ vào giọng ca vàng của Hữu Phước. Hữu Phước có giọng ca thật rõ ràng, âm sắc đẹp, đậm chất bi ai.
nghe sâu lắng mượt mà, giọng ngâm thơ ngọt như mật, êm như nhung như tơ. Hữu Phước có biệt tài sắp chữ ca, làm nổi bật từng ý từng lời. Ông ca vuốt nhẹ khi đến chữ họ Vô Vọng Cổ, tiếng ca như quyện chặt vào tiếng đàn, nghe thật êm tai thật mùi. Trong lòng câu ca với một làn hơi dài, Hữu Phước chạy lạ lướt với tốc độ ca dồn chữ, từng đợt như những lượt sóng triền miên xô đuổi nhau. Một kỹ thuật ca khiến cho người nghe có cảm giác là Hữu Phước, bất chấp cả nhịp nhàng, bất chấp trường canh, khán giả e sợ Hữu Phước sẽ hụt hơi hoặc ca rớt, nhưng không, trăm lần như một. Khi đến dứt câu ca thì Hữu Phước dứt câu rất đúng nhịp, và còn có một làn hơi ngân dài, nhỏ dần, rồi như tan biến vào không gian vô tận. Lối ca của Hữu Phước không chỉ là một kỹ thuật ca điêu luyện, nhịp nhàng vững chắc, mà còn có khả năng truyền tải nội dung bài ca một cách xúc động nhất đến cho khán giả thưởng thức. Thời còn làm việc chung ở đoàn Thanh Minh Tây Nga, tôi biết Hữu Phước có ba người con, cô con gái đầu lòng là Trần Thị Ngọc Ánh. Ngọc Ánh có giọng ca trong suốt, lời ca rõ từng chữ, nhịp nhàng vững chắc. Lúc 6 tuổi, Ngọc Ánh xuất hiện đầu tiên trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga trong vai Bé Lệ, con của bác sĩ Vũ Tuồng Đôi Mắt Người Xưa của Nguyễn Phương. Soạn giả Kiên Giang đề nghị lấy hai tên cuối của hai nữ danh ca Thanh Hương và Úc Bành Lan để đặt nghệ danh cho Ngọc Ánh, đó là chữ Hương chót của Thanh Hương kết với chữ Lan chót của Úc Bành Lan thành tên Hương Lan. Hương Lan được thừa hưởng di truyền của danh ca Hữu Phước và được cha rèn luyện nên cô đã thành danh mấy chục năm qua trên địa hạt ca tân nhạc lẫn cổ nhạc. Cô cũng là một diễn viên xuất sắc của nghệ thuật sân khấu cải lương. Làn hơi ca của nữ nghệ sĩ Hương Lan mang âm hưởng dòng nước chảy, nhẹ tỏa như làn khói lam, lướt êm như cánh chim, tiềm ẩn chất giọng cổ nhạc ở miền đất phù sa trù phú của đồng bằng sông Cửu Long. Cô con gái kế tên là Hương Thanh. Hương Thanh cũng có giọng ca quyến rũ trong các cuộc biểu diễn văn nghệ của cộng đồng người Việt ở thủ đô Paris, Pháp. Các bạn của tôi ở Pháp cho biết Hương Thanh hợp cùng với ca sĩ Nguyên Lê thực hiện nhiều chương trình ca nhạc mới mang âm hưởng ngũ cung, một dòng nhạc đẹp của thời đại tân tiến ngày hôm nay. Người con trai thứ ba của Hữu Phước tên Sáng. Tôi không được biết hiện nay cháu Sáng làm gì ở đâu. Sau năm 1975, Hữu Phước có quốc tịch Pháp nên cả gia đình được trở về quê hương Pháp Quốc. Hữu Phước xa rời sân khấu cải lương như con cá bị vớt ra khỏi nước, hết phương vùng vẫy. Năm 1986, Hữu Phước quy tụ những nghệ sĩ cải lương đã được định cư ở nước Pháp: Minh Đức, Kiều Lệ Mai, Phương Thanh, Hà Mỹ Liên, Kim Chi, Minh Thanh, Hoàng Long, để mong làm sống lại nghệ thuật cải lương ở hải ngoại. Một nhóm nghệ sĩ cải lương khác gồm có Minh Tâm, Tài Lương, Ngọc Lựu, Mỹ Hòa, Hùng Tiến, Chí Tâm cũng lập đoàn cải lương. Ý muốn của Hữu Phước và các nghệ sĩ khác muốn làm sống lại nghệ thuật cải lương ở Pháp là một ý rất hay, nhưng không dễ gì thành công. Hữu Phước thương tiếc cái thời vàng son đã qua, nhiều đêm mơ về quê cũ, thấy mình vẫn còn đứng hát trên sân khấu với các bạn ngày xưa. Hữu Phước viết 4 câu vọng cổ tự ca lên để nói nỗi niềm xa xứ và nhớ ánh đèn sân khấu. Minh họa bài vọng cổ Nhật Ký Đời Tôi của Hữu Phước. Hữu Phước mười mấy năm rồi biệt cố hương, dòng thơ ghi lại giữa đêm trường, nửa đêm tức giấc sầu xa xứ, vọng hướng chân trời để nhớ thương. Tâm trạng của Hữu Phước có thể đại diện cho tâm trạng của những người nghệ sĩ định cư ở hải ngoại. Không có đông đảo khán giả như ở Việt Nam, không có bạn diễn đồng sức đồng tài, không có soạn giả, không tác phẩm mới, nhịp điệu âm nhạc tân tiến và lối sống văn minh công nghiệp của người nước ngoài cũng không phải là môi trường thuận lợi cho nghệ thuật sân khấu cải lương. Tài năng như Hữu Phước và nhiều nghệ sĩ phang bóng một thời ở Việt Nam đến xứ lạ quê người cũng phải khô cạn dần như con cá mắc cạn chờ chết khô, có vùng vẫy đôi chút mòn mỏi nhớ thương biển trồng sông dài. Hữu Phước mất ngày 21 tháng 2 năm 1997 tại Paris. Khi nhắc đến giọng ca vàng Hữu Phước, các bạn nghệ sĩ cải lương Việt Nam còn nhớ lời nhà học giả Phương Hồng Sến khi nói về giọng ca của Hữu Phước. Ông Vương Hồng Sến đã nói, mấy mươi năm trước chưa ai ca vọng cổ hay hơn Hữu Phước, e rằng mấy mươi năm sau cũng chẳng có ai.